hộp công điện đa năng 4-trong-1 Lock and Lock, thiết kế cao cấp với vật liệu an toàn và chất lượng cao, hộp đựng bằng thép không gỉ 304, an toàn cho người dùng, dễ vệ sinh, cấu trúc linh hoạt và thông minh, dễ dàng sử dụng hộp cơm một tầng hoặc hai tầng tùy theo nhu cầu của mình. Gioăng silicone kín khí chống rỉ nước và giữ nhiệt tốt, nước khóa chân không đóng mở dễ dàng. Với công suất cao 270W, giúp thức ăn được làm nóng và nấu nhanh hơn, vận hành đơn giản chỉ với một nút vặn. Hâm nóng, nấu cơm, nấu súp, giữ ấm. Tay cầm chắc chắn cùng khóa hai cạnh tinh tế, giúp bạn mang đi bất cứ đâu một cách dễ dàng. Tiết kiệm thời gian, để bạn tận hưởng thức ăn ngon và ấm nóng mọi lúc mọi nơi. Hộp công điện đa năng 4-trong-1 Lock and Lock. Premium Life. Lock and Lock.